Thưa quý vị, dịp hè này hơn 21.000 thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng những hoạt động sân chơi thú vị bổ ích. Cấp sức cùng các cấp, các ngành địa phương, tổ chức đoàn, hội đội đã kiến tạo những chương trình sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng, thực hành xã hội, sân chơi năng khiếu, học mà chơi, chơi mà học, giúp thanh thiếu niên nhi đồng phát triển toàn diện về trí, thể lực. Trải nghiệm trong môi trường quân đội, công an từ lâu đã là hoạt động hè ý nghĩa, được nhiều gia đình lựa chọn cho con em mình vào mỗi dịp hè. Tham gia chương trình này giúp các em rèn luyện tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, sáng tạo và học được những đức tính tốt đẹp của người lính. Vì thế, mỗi dịp hè, nhà văn hóa thanh niên tỉnh sẽ phối hợp tổ chức cho gần 200 em độ tuổi từ 9 đến 14 tham gia. Được rèn luyện những kỹ năng để có thêm nhiều kiến thức hơn và những cái kỷ luật sống trong đời sống thường ngày của mình. Hội thi Robot and AI do Thành đoàn Vũng Tàu duy trì tổ chức 5 năm qua vào các dịp hè. Đây là sân chơi năng khiếu giúp trẻ thể hiện niềm đam mê sáng tạo với khoa học công nghệ. Hội thi năm nay có hơn 150 thí sinh tham gia với các mô hình robot công nghệ sử dụng cảm biến lái xe an toàn, giảm ùn tắc giao thông, robot cảnh sát giao thông. Nhóm của em đến đây với một dự án, một tựa game giúp người chơi hiểu rõ về các cách để mà có thể giải quyết được, triệt để được vấn đề giao thông, cũng như là để cho mọi người có một cái nhìn khái quát hơn về việc làm của một người làm trong bộ giao thông vận tải. Dịp hè là thời điểm nở rộ của các hoạt động thể dục thể thao. Đoàn phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa đã nhiều năm duy trì và tổ chức câu lạc bộ bóng đá thanh thiếu niên. Không chỉ giúp thanh thiếu nhi địa phương có sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, mà thông qua hoạt động này, đoàn phường còn giúp nhiều em có tố chất, năng khiếu tham gia vào câu lạc bộ bóng đá cấp thành phố, thi đấu tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT. Con sinh hoạt trại hè bóng đá này thì con thể xứ được đam mê, học được nhiều thứ kỷ luật và biết được nhiều thứ hơn với bóng đá. Hè năm nay, các tổ chức đoàn hội đội từ thành thị đến nông thôn đã tổ chức hơn 1.000 chương trình sinh hoạt sân chơi hè miễn phí, giúp hơn 21.000 lượt thanh thiếu niên nhi đồng vui chơi, thư giãn, phát triển năng khiếu, kỹ năng mềm, phối hợp tổ chức hơn 420 chương trình lớp học miễn phí, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho trên 1.700 lượt học sinh. Được các anh chị cho những bài học về thiên văn học và con cảm thấy rất là vui, và vậy vì ở trường con chưa bao giờ được học về thiên văn học nên những bài học ngày hôm nay khiến con rất là vui. Đây là một kỷ niệm mà con không bao giờ quên. Một mùa hè an toàn, khám phá, vui thỏa đam mê sắp khép lại. Các hoạt động sân chơi hè do tổ chức đoàn hội đội tổ chức đã giúp đoàn viên thanh niên, đội viên phát huy năng khiếu, sở thích và có cơ hội thể hiện mình, đồng thời tạo tinh thần vui tươi, sảng khoái cho các em trước khi bước vào năm học mới. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, các cấp bộ đoàn hội đội trên địa bàn tỉnh đã tạo sân chơi an toàn, bổ ích, lý thú cho các em để các bạn nhỏ có một mùa hè lành mạnh, ý nghĩa.